Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Cho đến bây giờ, tiểu bang California chúng ta đang in process, tức là đang lo về vấn đề thủ tục kiểm phiếu của những cái petition, tức là những cái người mà viết và ký vào để recall, để mà truất phế, bãi nhiệm Gavin Newsom, thống đốc của đảng con lừa là Gavin Newsom. Vì ba lý do. Thứ nhất là anh ta tham nhũng, bỏ ra hàng tỷ đô la, chứ không phải hàng triệu, hàng tỷ đô la, nghĩa là 1.000 triệu đô la để làm ăn áp phe mánh mung với Tàu Cộng, mua ba cái khẩu trang, ba cái trang bị về vấn đề an toàn cho nhân viên y tế. Và đến giờ này vẫn chưa nhận được những cái món hàng đó. Và có nhiều công ty người ta không có chịu gửi, thì bây giờ đòi tiền họ không trả. Bởi vậy cho nên Gavin Newsom phải dùng đến cơ quan luật sư tư nhân, mà kết quả chưa đi đến đâu. Đó là vấn đề tham nhũng. Cái vấn đề thứ hai là anh ta nói kỳ thị, là vấn đề quý vị còn nhớ tất cả cái dịch virus này là do Tàu Cộng làm ở bên Vũ Hán. Nhưng mà Gavin Newsom lại bảo rằng nó bắt đầu từ các cái tiệm nail của chị em người Việt Nam. Cái đó là một cái điều láo, vừa kỳ thị mà vừa láo lếu. Bởi vì Bộ Y tế của Hoa Kỳ cũng công nhận rằng cái vấn đề dịch Vũ Hán này là do Tàu Cộng là thủ phạm. 10 người như chục. Lý do là vì có bằng chứng từ những tháng 11, tháng 12, khi mà Tàu Cộng đưa ra cái con virus này, thì Tàu Cộng cấm những người tàu ở Vũ Hán không được về Thượng Hải, không được về Bắc Kinh, nghĩa là không được di chuyển ở trong nội bộ nước tàu, nhưng mà lại cho phép hàng triệu người trở về Âu Châu, đặc biệt là Ý đại lợi đầu tiên, cho nên Ý đại lợi là bị chết nhiều nhất. Ngay cả đến tòa thánh Vatican cũng bị chết hàng trăm linh mục và sơ. Rồi trở về Hoa Kỳ, họ ăn Tết, họ Christmas xong họ trở lại Mỹ. May là Tổng thống Donald Trump ngăn chặn kịp thời vào ngày 31 tháng Giêng, cấm các chuyến bay của bên tàu về Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng đã bị một số trở lại, cho nên nó lây nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ quá mạnh. Đó là cái tội thứ hai của Gavin Newsom. Cái tội thứ ba của Gavin Newsom là gì? Là cái vấn đề gọi là kỳ thị cho các cái sắc dân, đặc biệt là dân Á Châu. Với những cái sự kiện đó, Gavin Newsom đã bị dân California ký giấy và đòi bãi nhiệm. Thì trong đến ngày 17 tháng 3 vừa rồi là cái hạn cuối cùng để mà ký giấy bãi nhiệm Gavin Newsom, thì cái ủy ban đã vận động được 2.142.000 chữ ký. Đúng luật mình quá thừa, luật đòi hỏi chỉ có 1.478.000 chữ ký, tương đương với 12% cái số phiếu mà dân Cali bỏ cho Gavin Newsom vào năm 2018 vừa qua. Thế thì 1.470.000 chữ ký mà bây giờ đã góp được 2.143.000 chữ ký là dư đến 600.000 chữ ký. Cho nên đảng Dân Chủ bênh vực Gavin Newsom bằng cách là họ bắt coi lại những chữ ký xem có hợp pháp hay không. Những chữ ký nào mà dính vào cái khung hình chữ nhật mà nó ra đến ngoài khung vẫn bất hợp lệ. Những chữ ký nào mà không viết rõ ràng vẫn bất hợp lệ. Những chữ ký nào mà nó không đúng tên của người bỏ petition cũng bất hợp lệ. Thì cho đến giờ này, nghe nói là họ đã đếm được đến 1.300.000 chữ ký. Chỉ còn một vài ngày nữa đến ngày 29 tháng 4, tức là hạn sau cùng để họ tuyên bố là có đủ 1.470.000 chữ ký hay không. Nếu không đủ 1.470.000 chữ ký thì Gavin Newsom sẽ không bị truất phế.
Cho đến giờ này, rất nhiều người lạc quan cho rằng cái chữ ký sẽ thừa 1.470.000, bởi vì có nhiều người đã ngấp ngó để mà ra tranh cử thống đốc của tiểu bang Cali, trong đó có hai nhân vật của Đảng Cộng Hòa mà là xuất thân là một người đóng phim con heo. Còn một người nữa xuất thân là một người đàn ông mà cải giống thành đàn bà, đó là Kathleen Jenner. Jenny thì một trong hai người này, và sẽ còn nhiều người nữa, dân chủ cũng sẽ có vài người. Họ chỉ chờ rằng 29 tháng 4 này có đủ 1.400.700 chữ ký không. Câu thứ hai, có thể là Đảng Dân Chủ nếu biết rằng là cái số chữ ký nó thừa 1.470.000, có nghĩa là Gavin Newsom sẽ bị thất phế, thì họ sẽ chơi cái trò chơi bẩn thỉu khác, tức là Gavin Newsom sẽ từ chức trước ngày bầu cử. Mà khi mà Gavin Newsom từ chức thống đốc thì cái luật đương nhiên là phó thống đốc sẽ lên thay thế thống đốc, tức là vẫn nằm trong tay của Đảng Dân Chủ. Và đến giây phút đó chúng ta phải chờ đến năm 2022 thì mới có bầu cử thống đốc trở lại. Vì nhiệm kỳ của một thống đốc là 4 năm. Cho nên chúng ta chờ xem vài ngày nữa kết quả như thế nào. Và đến giờ này thì rất nhiều người nghĩ rằng Gavin Newsom sẽ phải ra đi. Rồi các tiểu bang mà bây giờ người ta đang tìm hiểu tại sao tiểu bang mở cửa như là Florida và không có bắt phải đeo khẩu trang như Texas và Florida mà những người bị ca nhiễm lại không tăng. Cho nên họ mới nghĩ rằng là Fauci hay là cơ quan CDC của Bộ Y tế, họ play game, họ chơi cái trò chơi giả dối bằng cách là các cái tiểu bang mà số người ca nhiễm bị quá cao vì họ báo cáo láo. Chắc quý vị còn nhớ trước đây cơ quan CDC từng nói rằng cái số người mà thực chết chết vì COVID Vũ Hán chiếm vào khoảng 6-8%, chứ không có nhiều như mọi người tưởng. Mà nếu chúng ta tính ra 6-8% thì các tiểu bang, không có tiểu bang nào nó phải đáng kể là phải đóng cửa. Bởi vì sự thật đến giờ này, tiểu bang Florida, tiểu bang Texas không buộc phải đeo khẩu trang, mở cửa 100% mà các cái bệnh lây nhiễm lại không gia tăng. Bởi vậy cho nên ông thống đốc DeSantis của tiểu bang Florida tuyên bố cấm không được đòi hỏi dân chúng tiểu bang phải xuất trình vaccine passport, là cái thông hành mà đi điều trị hoặc là phòng ngừa, đi chích những cái vấn đề vaccine của COVID-19 hay là COVID tổng cộng. Và ra lệnh chính phủ cũng như là tư nhân không được đòi hỏi người dân, bởi vì đúng theo luật của con lừa đưa ra, muốn lên tàu bay phải có thông hành vaccine, tức là thông hành chích ngừa. Muốn đi ăn nhà hàng ở trong nhà cũng phải có thông hành chích ngừa. Còn nếu không có những thông hành chích ngừa, không được lên tàu bay, không được đi các cái phương tiện công cộng, không được đi đến các nhà hàng v.v. làm cho người dân không còn là đời sống bình thường. Thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott đã bị phe con lừa chỉ trích kịch liệt sau khi ông đã bỏ hết các luật của liên bang về vấn đề COVID-19 hay là COVID Vũ Hán vào ngày 10 tháng 3, và ông ra lệnh mở cửa lại toàn tiểu bang của mình. Cùng với ông thống đốc của Florida là ông Ron DeSantis. Bởi vậy cho nên đảng con lừa tuyên bố những cái người này là những người điếc không sợ súng, giống như người tiền sử đó. Và ông nói rằng là không buộc phải đeo khẩu trang, nếu thích thì cứ đeo, nhưng mà không mandatory, không bó buộc. Trong khi cả hai tiểu bang này giảm tỷ lệ các ca dương tính và phục hồi kinh tế rất mạnh, thì các tiểu bang như là New York của Andrew Cuomo, Pennsylvania của con lừa, cũng như là Michigan, họ vẫn bị ràng buộc
bởi các cái đường lối của tiểu bang mà theo đường lối của con lửa. Nhưng mà có một cái tếu nhất là họ cấm người dân không được đi du lịch, thì chính thống đốc tiểu bang Michigan đi từ Michigan về Florida thăm gia đình và bà nói rằng 6 tháng nay tôi mới được thăm bố tôi. Đấy là một trong những cái sự kiện láo lếu, giống như là Obama vẫn đi du lịch Hawaii, đi chèo thuyền và trong khi đó kêu gọi dân chúng không được ra khỏi nhà. Đó. Theo sự kiện của điều tra của Đại học John Hopkins thì tiểu bang New York, Michigan, Pennsylvania và New Jersey tổng cộng chiếm đến 44% tổng số các ca bị nhiễm bệnh trong thời gian từ 29 tháng 3 đến mùng 4 tháng 4. Và đây có nhiều điều cho biết rằng họ báo có láo. Lý do là vì quý vị biết rằng tất cả những cái bệnh viện, những cái cơ quan y tế mà có người bị nhiễm virus Vũ Hán đều được tiền. Và nếu những người chết vì virus Vũ Hán thì được vài chục ngàn một ca. Bởi vậy cho nên làm láo báo cáo hay để có thể lấy tiền của chính phủ liên bang. Rồi theo như sự dữ liệu của cơ quan CDC thì tiểu bang Michigan đang phải đối mặt với tỷ lệ các ca dương tính của virus Vũ Hán tồi tệ nhất trong các tiểu bang của Hoa Kỳ, nhất là trong vòng 3 tuần lễ lại đây, đã đạt con số trung bình 390 ca nhiễm virus trên 100.000 người trong 7 ngày qua. Thống đốc là bà Gretchen Whitmer của đảng dân đảng con lừa của Michigan đã đổ lỗi cho người dân và đổ lỗi cho Donald Trump đã tạo ra những cái chính sách kinh tế hạn hẹp và làm cho cái căn bệnh nó bùng phát. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.